Á dài Việt Nam khoe sắc tại Malaysia. Chương trình trình diễn áo dài Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu chặng đường hợp tác kinh tế, văn hóa, thương mại nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia 1973-2023. Bộ sưu tập áo dài linh thiêng nguồn cội và Việt Nam 50 năm lắng động của hai nhà thiết kế NTK, Hương Bifun và Thoa Trần được giới thiệu, trình diễn trong chương trình Hành trình văn hóa Việt Nam - Malaysia do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam và Hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam tổ chức vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Á hậu Hoàng Thùy Anh trình diễn tại Malaysia lấy cảm hứng từ hình tượng huyền thoại Lạc Long Quân Âu Cơ, các vua hùng và hình ảnh lễ hội Việt Nam. Mỗi một thiết kế trong bộ sưu tập linh thiêng nguồn cội mang những họa tiết nét bứt phá riêng, ẩn chứa hình ảnh của 50 người con lên núi được thể hiện qua những đường nét mang màu sắc của lễ hội hoa ban miền Tây Bắc. Hình ảnh những thửa ruộng bậc thang, rừng núi trùng điệp, nhưng lúc lại thấp thoáng đâu đó hình ảnh của 50 người con xuống biển với hình ảnh tà áo dài màu xanh ngát, hoa hậu biển đảo Đinh Như Phương. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, chiếc áo dài luôn được gìn giữ là một biểu tượng văn hóa lâu đời, mang vẻ đẹp tinh tế, trang nhã, tôn vinh những giá trị và sự kiêu hãnh của đất nước con người Việt Nam. Buổi trình diễn thu hút khách mời tham dự. Các kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài vẫn tự hào về những tà áo dài đặc trưng, bản sắc Việt và luôn lựa chọn là trang phục để mặc vào những dịp đặc biệt, quan trọng. Bộ sưu tập Việt Nam 50 năm lắng động. Hoa hậu Doanh nhân Pena Đặng, Hoa hậu Malaysia Lindsay Yap trình diễn áo dài Việt Nam. Top 5 Hoa hậu biển đảo Nguyễn Tường Vi, người mẫu Vivian Đàm. Hai nhà thiết kế Thoa Trần và Hương Bi Phương. Trước đông đảo khách mời bao gồm các kiều bào Việt Nam tại Malaysia tham dự chương trình, ban tổ chức cùng các nghệ sĩ, hoa hậu và người mẫu đến từ Việt Nam